Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Thưa các bạn, bộ máy hô hấp thì đảm nhận chức năng quan trọng trong cơ thể, nó là trao đổi khí. Tuy nhiên thì có khá nhiều yếu tố tác động đến bộ máy hô hấp này, làm cho chúng ta rất dễ mắc phải các bệnh ở đường hô hấp, dẫn đến tình trạng khó thở và thở khó khè. Nhất là với tình trạng ô nhiễm không khí như thời điểm hiện tại, thì hệ hô hấp của chúng ta càng bị ảnh hưởng nhiều. Chính vì vậy, sử dụng đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên giúp hỗ trợ hệ hô hấp là một trong những giải pháp được nhiều người sử dụng. Vậy tại sao Kiều Anh lại nói sản phẩm này tốt cho hệ hô hấp như vậy? Nhất là công dụng hỗ trợ điều trị các bệnh như là ho, đờm, suyễn, viêm hay là hen phế quản, lao là bởi thành phần của đông trùng hạ thảo dạng viên chứa nhiều axit đa dạng và hữu ích, có tác dụng là cầm huyết, trừ đờm, bổ thận, ích phế, điều tiết cơ trơn, làm tăng khả năng thông khí của phổi. Thậm chí sản phẩm này còn cải thiện chức năng phế quản, giảm nhẹ các cơn hen. Ngoài ra thì các axit amin trong trùng thảo giúp khôi phục các tế bào nang phổi đã không còn hoạt động, hỗ trợ hiệu quả cho các bệnh về phổi và hen phế quản. Sản phẩm này thì rất tốt cho người cao tuổi, nhất là người mắc bệnh lao, thường xuyên sử dụng thuốc lá hoặc là có bệnh hen suyễn mãn tính. Ngoài ra thì hoạt chất codicepin có trong đông trùng hạ thảo dạng viên còn ức chế mạnh mẽ và diệt trừ các vi khuẩn khiến phổi bị nhiễm trùng. Ở bên cạnh đó thì các dưỡng chất trong đông trùng hạ thảo có thể duy trì được năng lực miễn dịch bình thường của cơ thể. Ở sản phẩm này thì nó sẽ phục hồi các tế bào miễn dịch, nhờ đó thì các virus vi khuẩn gây hại cho cơ thể người sẽ bị tiêu diệt ngay từ lúc mới xâm nhập. Không những vậy, codicepin còn làm giảm sự biểu hiện của gen viêm trong đường hô hấp tế bào cơ trơn, hỗ trợ tích cực quá trình điều trị ung thư nói chung và ung thư phổi nói riêng. Mặt khác thì đông trùng hạ thảo còn thúc đẩy quá trình sản sinh hormone adrenaline từ tuyến thượng thận và hormone noradrenaline, có tác dụng là làm tăng lượng oxy cung cấp cho não. Đặc biệt với những trường hợp đang trong quá trình điều trị các bệnh như là lao, viêm phổi, hen suyễn, khi sử dụng kết hợp đông trùng hạ thảo dạng viên thì quá trình điều trị sẽ nhanh hơn cũng như là hiệu quả hơn nhiều, thậm chí là sức khỏe hồi phục thì cũng sẽ được nhanh hơn. Và khi sử dụng sản phẩm này trong quá trình điều trị thì sẽ giảm được tác dụng phụ của thuốc lên cơ thể. Về cách sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo thì cũng vô cùng là đơn giản. Với sản phẩm đông trùng hạ thảo như thế này thì mỗi ngày bạn có thể là dùng 2 lần và mỗi lần thì chúng ta dùng 1 viên. Ngoài ra thì chúng ta có thể là dùng trước bữa ăn từ 15 cho đến là 20 phút. Ngoài ra thì trong quá trình sử dụng thì các bạn cũng có nên lưu ý một vài điều nho nhỏ, đó là không sử dụng sản phẩm này cho trẻ em dưới 14 tuổi. Chúng ta thì chỉ cần lưu ý như vậy thôi thì đã tận dụng được hết công dụng của sản phẩm đông trùng hạ thảo này rồi. Kiều Anh tin chắc rằng với những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm này mang lại thì các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng để mang đến sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì nếu như các bạn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm này ở đâu để có thể là an tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm đông trùng hạ thảo dạng viên đến từ Hàn Quốc như thế này. Hoặc là các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.